Nghệ thuật là không giới hạn và bộ óc sáng tạo của các nghệ sĩ sẽ luôn khiến chúng ta phải trầm trồ trước những tác phẩm tưởng như sẽ không ai có thể tạo ra được. Trên thế giới có khá nhiều nghệ nhân sáng tạo những mô hình siêu nhỏ. Từ những dãy nhà cấp 4, những sạp hoa quả ven đường, những chiếc ô tô bon bon chạy, tất cả đều được tái hiện lại một cách chân thật và sinh động. Tôi nhớ tôi làm cái gì đó cũng là nhanh gọn gàng, rất rẻ mà hả? Mỗi lần mà đụng tới quan là tôi phải ngồi tôi chờ. Tôi không hiểu bây giờ chờ, cho tôi chờ tới bao giờ nữa nè. Em mệt quá, tới rồi đi. Em đậu xe. À, ông hẹn tôi mấy giờ mà bây giờ mà ông biết là tới ông tới trễ không? Tôi ngồi tôi chờ ông 60 giây rồi. Trời đất ơi, có 1 phút à. Ngày hôm nay em dành tặng cho chị một món quà rất là đặc biệt và ý nghĩa. Món quà đặc biệt ý nghĩa? Ê, tặng sinh nhật muộn đúng không? Cảm ơn nha. Món quà tinh thần này rất đặc biệt, sẽ đưa những ký ức ngày xưa của chị lùa về đây, nằm trên lòng bàn tay. Ủa, cái ký ức của tôi nhiều lắm mà sao nằm trong lòng bàn tay? Thôi thôi, đừng có nói nhiều. Trễ giờ rồi, đi liền đi. Ê, khoan đã, đi đâu mà vội mà vàng. Chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Chuyện Đó Trên Đây nè. Hà Chí Quang, Thủy Mười xin mến chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Chuyện Đó Trên Đây. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay Hà Chí Quang đã bật mí rồi, sẽ dành tặng cho Thủy Mười một món quà rất đặc biệt. Món quà đặc biệt ấy ra làm sao? Xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Xin mời chị. Các mô hình có kích thước chỉ bằng quyển tập hoặc lòng bàn tay được chế tác tỉ mỉ. Có mô hình hớt tóc vỉa hè, một mô hình thường hay bắt gặp trên đường phố Sài Gòn. Hay mô hình căn nhà xưa với cầu thang gỗ, nền gạch bông, bên trong có chiếc tivi đen trắng. Một tiệm thu mua sách cũ trên vỉa hè, hình ảnh rất phổ biến trên đường phố Sài Gòn. Hay không gian ngày Tết với pháo, cành mai, dưa hấu đỏ. Mỗi sản phẩm làm ra nhằm để chia sẻ những giá trị nhân văn đến nhiều người khác nhau, không chỉ là đối với những người lớn tuổi mà ngay cả đối với những bạn trẻ, để họ có ý thức hơn trong việc gìn giữ và bảo tồn những giá trị còn sót lại của Sài Gòn một thuở. Chị Mười coi đi. Đố chị Mười, đây là mô hình gì? Đây là mô hình cái nhà mà ở dưới quê, nhưng mà nó hơn dưới quê chút xíu là có cái cầu thang. Nè, điều đặc biệt nè, có đèn luôn. Dạ. Gạch bằng rê đựng đồ ăn. Đúng rồi, bây giờ là tủ bếp khác. Đúng rồi, những cái này là điều rất là đặc biệt. Khi mà chúng ta coi những mô hình này thì chúng ta sẽ được quay lại thời gian ngày xưa, thời mà cha mẹ chúng ta từng sống. Bây giờ thì mình vào bên trong, mình gặp gỡ cha đẻ làm nên những mô hình này. Ok. Chào Phúc Đức. Dạ, chào. Ngày hôm nay thì Hà Chí Quang cũng như tất cả quý vị khán giả của chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây và diễn viên Thủy Mười muốn tới đây tìm hiểu về những mô hình thu nhỏ của Phúc Đức. Bắt đầu là Đức nghĩ là Đức làm chơi theo cái đam mê, rồi sau đó hướng theo em là em chỉ là đam mê. Khi em đam mê em chơi rồi thì em thấy trong đây có những cái khó, nhiều bạn cũng muốn chơi giống như em nè. Và bạn không biết cái công thức, cái quy trình hoặc là kiếm nguyên vật tư nó khó quá đi. Cái em mới suy nghĩ ra nó là tại sao mình cũng đã khó gặp khó khăn rồi, mình không có giải luôn cái bài toán này, là mình phục vụ lại cho các bạn cùng có đam mê chung với mình. Những người đam mê chung với mình, cái mỗi người một cái sáng tạo, mình kết hợp lại nữa thì nó thành cái hay hơn. Tại sao bạn lại chọn những cái mô hình Thành phố Hồ Chí Minh những năm trước đây, mình không chọn những cái gần gũi hơn, cái hiện đại hơn để phục vụ nhiều cái đối tượng khách hàng hơn? Em có nhiều ký ức về tuổi thơ, như ông nội em á, hồi trước không hay dẫn em đi coi sáng thường em cắt tóc thì ông ấy ngồi tới cái tiệm báo mà nó trắng láng liền tuổi thơ em ạ. Hoặc là cái những cái tiệm tạp hóa là ba em về cái chiều đi làm về đó, viên lao động mà cái kêu chạy ra mua hai cái trứng nữa cái gạo gì đó, em không biết nó có thôi thúc mình thôi thúc mình cái mình cứ làm lại thử thôi, vô tình làm ngồi của bộ tạp hóa. Em cũng không nghĩ là thương mại, nên em làm xong cái em up lên fanpage, vô tình cái tự nhiên các bạn đón nhận quá nhiều luôn. Thì đúng rồi, mình muốn tái hiện lại để cho nhìn nó đẹp mắt không? Dạ, thích không? Mà không ngờ rất là hiệu quả. Lúc đầu chỉ nghĩ là phục vụ cho bản thân thôi, sau này thấy mấy nhiều bạn hỏi quá thì em mới bắt đầu có ra những cái sách hướng dẫn nè, rồi tạo nguyên vật liệu luôn, đóng gói thành cái hộp gì về các bạn, chứ không cần khéo tay hết á, cứ dựa trên sách hướng dẫn, dựa trên nguyên vật liệu có sẵn rồi gáp thôi. Phải chăng là bạn học đồ họa hay là bạn đã có khiếu về vẽ hoặc cái khiếu về tạo hình? Dạ, thực sự là em cũng cảm nhận là mình không có về cái khiếu về đồ họa, vẻ cũng xấu luôn. Đúng. Nhưng rồi, mà thực sự là em có cái về mạnh về cái sự tưởng tượng á. Em có chỉ tưởng tượng rất là khác. Dạ, khó tưởng tượng. Xong rồi cái bên cạnh em thì có những cái bạn mà thiết kế, bạn thiếu đi cái sự tưởng tượng đi. Đúng, em rồi, có sự tưởng tượng thì em bồi kết hợp lại. Đúng. Rồi cái tác phẩm đầu tiên của Đức làm là cái nào? Dạ, tác phẩm đầu tiên mà em làm á, nếu mà nói trước nữa thì có gì mà chủ đề Nhật, thì gần đây nhất là chủ đề về Thành phố Hồ Chí Minh xưa. Đó. Rồi. Thì nó là bộ tập hóa. Đây là bộ tập hóa này luôn nè. Đây là phiên bản thứ 3 rồi. Còn phiên bản đầu tiên nó xấu hơn. Bự quá. Dạ, bự quá. Ồ, một cái dài này luôn.
Dạ, nguyên khu phố luôn á. Nguyên khu phố này qua hôm thay bưng xuống đây rồi nó rửa dài. Bộ này là em làm đầu tiên nè. Đó, nhưng mà cái phiên bản đầu 1, này phiên bản 3 rồi. Từ cái phiên bản này mới phát triển nguyên cái khu phố về chính chủ đề về Sài Gòn. Quầy này là bán kem á. Bán bánh á. Kem á. Xe đẩy kem á. Em á. Dạ. Bây giờ rất là hiếm. Đây. Cái này mượn được đây. Cái nào mượn được xách xuống rất thôi. Rất là đẹp. Cái quan trọng nhất của cà rem ngày xưa là phải có cái chua. Chua. Đó, đi cái lắc len keng. Dạ, những cái đối tượng của em hiện tại bạn mà đam mê trong cái này là ở cái lứa tuổi nào? Dạ, hồi trước em cũng nghĩ là cái lứa tuổi nhỏ hơn. Mà tưởng là tờ khoảng 14 trở xuống này cho mấy cái bé mà thích chơi mỹ thuật. Nhưng mà khi em ra là em không ngờ luôn là đấu số tuổi tuổi từ 24 trở lên tới 40 mấy, 50 mấy những người chơi luôn. Vậy luôn mà đa số là chiếm hết 40% là từ 30 nó chuyển lên tới 50 mấy. Mà một cái sản phẩm mà mình làm ra vậy thì mình tốn bao nhiêu thời gian? Dạ, nếu mà cái sản phẩm em lấy ví dụ mẫu này thì em tốn, mà hóa này em tốn cho người ngẩn được 2 tháng. 2 tháng? Trong 4 người làm việc như là em với bạn thiết kế và một cái bạn làm sách hướng dẫn, là chưa kể một cái khâu gia công nữa nha. Khi mình trên tháng máy lên mẫu đơn giản đầu lên, em phải sửa tới làm như thế nào đó. Mình gáp là dễ rồi, nhưng mà phải để cho cái người chơi á, phải đưa cho người mà không biết chơi á, người ta vô tao gáp thử cái nào mà khó quá em phải cải cách và tối ưu khi nào mà nó dễ nhất. Và sau có phiên bản cứng rồi mình phải đi gia công nữa. Gia công này em có cái xưởng gia công với nhà bè. Mà gia công khó nữa nè. Chị thấy rất là đơn giản mà tại sao lại khó về cái vật tư mà để làm? Dạ, chị thấy rõ là vật tư hình như là nó không có sẵn để phục vụ cho cái việc mô hình, là mình phải suy nghĩ rồi mình sẽ tán tạo ra. Những cái công đoạn đầu tiên khi mà bạn mới bắt đầu khởi nghiệp á thì toàn bộ là bằng tay hay bằng tay hết anh ơi. Lúc mà đa số lúc khởi nghiệp là bằng tay hết. Thất bại cũng khá là nhiều. 4 năm khi em khởi nghiệp tới giờ là 5 năm, năm nay mới là gọi là ổn định để mà chạy á. 4 năm trước là như tìm hiểu rồi hư hao rồi phải cải cách rất là nhiều lần. Cái này là đam mê lắm, cũng như là mình làm nghệ thuật thì cái máu đam mê của mình càng ngày càng nhiều thì bạn Đức đây cũng vậy thôi. Trong mắt nhiều người, Sài Gòn gắn liền với sự sôi động, nhộn nhịp, xô bồ của một đô thị phát triển bậc nhất tại Việt Nam. Nhưng trong tiềm thức của những người yêu mảnh đất này, Sài Gòn là đôi khi chỉ đơn giản là tiếng rao của những gánh hàng rong ruổi khắp phố, là những món ăn vỉa hè, những hàng quán gắn với tuổi thơ của bao thế hệ. Vì vậy, đứng trước những mô hình Sài Gòn thu nhỏ, nhiều người không khỏi phấn khích, thích thú và cũng xúc động vì nó vừa lạ vừa quen, khiến bất cứ ai cũng muốn sống lại một bầu trời tuổi thơ đẹp đẽ. Nhịp sống đô thị đôi khi vội vã, cuốn phăng con người vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, để rồi khi nhìn lại, họ chỉ muốn được nghỉ một chút, được trở về tuổi thơ bình yên ngày nào. Và ngày hôm nay Hà Trung Anh rất may mắn được tới đây và cả chị Thị Mười nữa. Mình cũng muốn trải nghiệm đúng không? Đó, đang nhắc nhở là... Đây. Mình coi theo đó mình làm. Dạ đúng rồi. Cái này là màu sắc mình có sẵn luôn hả? Dạ đúng rồi, mình cho màu luôn. Vậy là rất là cái này là... Mình khách tự sơn luôn. Quan tưởng là những cái này có sẵn là cứ đặt lên thôi. Dạ. Thì ra là giống như là mình bán vật liệu vậy đó. Đúng rồi. Mình là công ty vật liệu xây dựng thôi. Dạ. Còn các bạn là người phải dựng nên những cái mô hình này. Dạ. Vật liệu là một chuyện, vật liệu đem về là không có chỉ dẫn thì cũng khó, là khó làm. Đúng. Em đã bao đông đi đó, đóng dài sẵn hết rồi. Quan trọng là phải có cái này mới biết làm, không có là không biết luôn á. Một sản phẩm vậy thường thường mình ra là bao nhiêu cái? Dạ. Hồi lúc mà em phát triển á thì thị trường nó nhỏ lắm, em chưa có đo lường được á. Tụi em ra có vài trăm thôi. Có phải là 200 cái mẫu vậy hả? Dạ đúng rồi, một sản phẩm á, một mẫu em ra khoảng vài trăm cái. Đó, nhưng mà bán trong vòng cũng 2-3 tháng. Đó, còn những cái sản phẩm nào ra mà em cảm thấy là nó hút luôn á, cũng có vô chừng em cũng không biết nữa, ra cái bạn đón nhận quá trời luôn trong vòng chưa tới 1 tháng em bán sạch luôn á. Rồi ai mà cần nữa thì đặt hàng bắt đầu bao nhiêu, dạ, đủ cái số lượng đó mình làm tiếp. Dạ thường thường là vậy. Đức nè, quan thấy là ai khởi nghiệp cũng khó khăn ban đầu. Dạ. Đức lại một cái nghề thì chắc là ban đầu thì Đức không phải là nghề này đúng không? Dạ đúng rồi, em không học chuyên ngành, không có học cái gì liên quan tới đây hết. Trước khi làm này là em làm gì? Trước khi làm này em làm rất nhiều việc nha. Em làm tiếp thị cũng có nè, rồi em giao hàng cũng có nữa nè. Dạ. Đó là em cũng kinh doanh buôn bán được luôn hết á. Dạ. Cũng làm việc, những công việc rất là khó khăn chứ không có như bây giờ. Cái này đúng là nghề chọn mình. Dạ. Rõ ràng luôn á. Lúc đầu thì em khởi nghiệp thì đúng ra số là không có ai đồng ý với em cái việc này hết á. Cứ nói là cái này nó mơ hồ dạ đúng rồi, Việt Nam cũng chưa có ai làm hết mà nói cái này làm ra bán cho ai. Đó thì em nhưng mà em không biết tại sao mà em cứ làm thôi. Để mà em làm được cái này á thì trước là có chủng vô tình, năm lớp 6 á cái món quà sinh nhật ba em có tặng cho em cũng mô hình bằng gỗ luôn. Đó
là sau khi em kể anh chị là em có làm nhiều ngành nghề khác nhau, nhiều công việc khác nhau. Lúc em tự em hỏi chính bản thân em á, mình có làm cái gì đó khác biệt với người ta đi, để làm cái gì là tự làm chủ bản thân hay như thế nào đó. Thì em lúc này em lóe lên một cái là cái mô hình ba em tặng, nó em cũng chỉ làm chơi thôi, em chỉ làm chơi chơi thử rồi em up lên, không ngờ là nó nhiều người hỏi quá. Em cũng thấy cái vấn đề của các bạn trẻ là cũng muốn làm mà không biết cách làm, thì em giải quyết được cái vấn đề đó của họ, thì từ đó em biến nó thành một cái chuyên kinh doanh của em, thương mại nó. Lại tiếp tục hỏi phản ứng của ba mẹ. Hiện tại thì ba mẹ như thế nào? Vậy giờ nói chung là họ có đồng ý. Dạ. Dạ, đúng hào nữa. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, cũng cổ vũ cho em. Cũng nói chung là ba khi có ba mày về vợ đó, ba mẹ phụ làm này luôn. Đó là cái dưới xưởng á, là ba vợ là ngồi cắt cưa dán này, còn ba ruột của em là cũng là người chỉnh máy chỉnh móc, nói chung là cái xưởng là gia đình không à. Tôi nói thôi, cái này nha Quang, hỏi cái nãy giờ thắc mắc nè, những cái tượng này nè là mình mua mình đặt vô đúng không? Dạ, cái tượng này là bên em tự sản xuất luôn, tụi em thiết kế 3D xong tụi em đem đi xử lý rồi in ấn rồi đúc ra rồi tụi em phải tự dày sơn nữa, tự mình làm luôn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Còn những cái khay mực nè, rồi những cái bình bông nè, rồi cái nồi, cái niêu rồi. Dạ. Bên kia nè, cái khó là cái lư hương. Đây nè, cái lư hương đó. Nhìn ra xa rất cái lư hương giống. Này là đúng là cực kỳ khó đó, là cái đó là mình mua đồ chơi mình tham gia, không có ai làm sẵn để tỷ lệ đúng cái tỷ lệ nhỏ vậy để bán để mình đặt vào hết. Nếu câu chuyện có thì nó quá dễ rồi. Thị trường này không có gì hết, tất cả anh chị nhìn thấy là thị trường không có ai bán đặc thù á. Em cũng vẽ thiết kế 3D, em có bên cái team thiết kế 3D, thiết kế 3D xong vẽ in ra 3D luôn. In 3D em xử lý xong rồi đúc khuôn, làm khuôn. Mình có lấy ra đây được không? Dạ được. Hay quá luôn Đức ơi. Cái này đúng một cái gian nhà quê á, ba gian ở dưới quê đó. Toàn bộ là cây mai, tất cả mọi thứ là mình tự làm. Con gà nữa nè. Trời, con gà đang cúng rồi đó hả? Đó, bánh chưng, bánh tét. Đó, lúc đầu thực sự cho anh chị nhìn thấy nó đơn giản thôi, chứ lúc mà đem gia công rồi đem tới lúc mà xử lý nó cực kỳ khó luôn. Nó mỏng, nó nhỏ, nó dễ gãy nữa. Và sơn nó cũng khó nữa, phải nhũ nó lên màu vàng, nó cả một cái vấn đề. Nhìn vô thấy đơn giản thôi chứ sau lưng nó là cả một quá trình. Nếu mà Đức á đem về Đức chơi mình Đức á thì nó quá dễ rồi. Như em ngồi em gáp bình thường. Em làm cách nào sao để cho anh Quang gáp được, chị Mười gáp cũng được luôn, phải chơi cũng được luôn. Đó, cái câu chuyện đó là câu chuyện cái đó mới là cái quan trọng. Cái mà cái này nè, em làm bao lâu? Dạ, cái mẫu này thì thường em chạy là trong vòng cũng được tháng rưỡi á. Một tháng rưỡi xong dạ, mẫu này hả? Đúng rồi, tại vì em đã sẵn có ý tưởng sẵn rồi, rất là nhanh. Còn mẫu là có ý tưởng rồi. Đúng rồi, dạ. Mẫu này có sẵn. Nhưng mà bây giờ mình nói về cái bảo trì đi. Mình làm một sản phẩm gì cũng có một cái giờ bảo trì và coi như là cái thời gian để cái sản phẩm nó được giữ nguyên vẹn á. Thì mình làm cách nào để xử lý? Có hai cách. Cách đầu tiên á, tụi em thường thường có đi kèm với một cái hộp mica, cái lồng đây ra đậy lại thì nó để mãi mãi luôn không bị hết. Thứ hai là mình đừng có để nơi vô những cái nơi ẩm mốc. Đó thì nước nó vào nó bị ẩm mốc lên thôi, nó bị thôi chứ không có gì hết. Còn đèn thì hầu như là em thấy em xài tới giờ em bán tới 4 năm mấy nay là em đèn em vẫn chân bình thường không gì hết. Dạ. Bây giờ thì anh sơn đi, em thay cái ghế này. Dạ. Màu sơn là bên mình luôn đúng không? Dạ đúng, màu sơn cung cấp luôn. Nhưng mà màu sơn thì bạn có thể khách hàng sẽ e ngại rằng cái màu sơn này không tốt cho đúng sức khỏe. Dạ đúng rồi. Sát hại tụi em có đem đi xét nghiệm về cái độ an toàn, được qua test nó cấp cho một cái bằng luôn. Một cái mộc. Dạ. Là đó. Sơn mình mọi thứ là đều tất cả đều an toàn. Không dạ. Ảnh hưởng đến sức dạ, khỏe. Đúng rồi chị. Dạ đúng rồi. Kiểm tra hỏi kiểm tra từng hộp, kiểm tra là lý hóa luôn á. Bây giờ thì nghe lời Đức đi ha, là mình làm phải tập trung nè. Đó, mình tập trung thì Quang sẽ làm tiếp tục tỉ mỉ. Giờ thử làm cái bàn luôn đi anh. Chơi cái bàn này nè. Rồi, em tách cho anh nha. Nè, anh thử tách thử, lấy tay cứ nhấn thẳng bình thường, không sao hết. Cái này nhấn với ai khéo tay với ông ấy, chắc nó gãy cái. Ê, chơi cái này giống mình đi nhà sách á, mình tô tượng á. Đúng rồi, nó đang kết hợp với cái kỹ thuật tô tượng vào đây nữa. Hồi trước là em định sơn, em sơn hết cho khách, nhưng mà nó buồn chán quá. Đúng rồi. Là cái này em sáng tạo vậy cũng hay á, nếu mà mình sơn thẳng còn gì để nói nữa. Em về họ hai bên học bàn là cái nào chứ? Đây học bàn hai bên đây là nó nè anh. Hai bên. Đây hai bên đây. Đó, bữa nay em làm thợ mộc. Đây là cái học chữa. Em không quen mà đánh nhám và sơn. 1 2 3 4. Nhìn những mô hình Sài Gòn tí hon, cảm xúc đầu tiên với nhiều người có lẽ là sự trầm trồ, thích thú. Song với những người yêu và gắn bó tuổi thơ với nơi đây, cảm xúc đó còn là nỗi nhớ nhung, sự tiếc nuối. Hẳn phải là người yêu và gắn bó với Sài Gòn nhiều lắm, các bạn trẻ mới có thể tái hiện những hàng quán xưa sống động đến thế. Từ những xe siro đá bào, xe nước mía, tới những sạp báo, tiệm tạp hóa, xe bột chiên, tất cả đều giống thật đến khó tin. Và điều này làm người xem thích thú là sự giống ấy được làm trong một mô hình siêu bé.
cho thấy sự tỉ mỉ đáng kinh ngạc và nể phục của người làm. Dù là mô hình tí hon hay ngoài thực tế thì với nhiều người, Sài Gòn vẫn luôn là một nơi đặc biệt thân thương. Và nếu một ngày sự xô bồ của Sài Gòn vô tình làm bạn thấy mệt mỏi, thì hãy tìm về với những mô hình tí hon này để hoài niệm và tìm lại sự đáng yêu của thành phố. Hy vọng rằng các sản phẩm do các bạn trẻ làm ra sẽ luôn được mọi người ủng hộ. Nếu để nói nhắn nhủ tất cả quý khán giả chuyện đó chuyện đây, những người đang đam mê lại mô hình tí hon này, Đức là một người đi trước và cũng một người sáng tạo cũng như là lập nghiệp thành công, Đức có điều gì nhắn nhủ với tất cả mọi người? Theo như các bạn biết đó, thì mình đi du lịch mình ở Thái Lan thì họ có những cái bộ mô hình hoặc là những cái mà đồ thủ công của họ đa số đem mua về, còn Việt Nam mình thấy là chưa có một cái gì đó tính mới. Tại trong sao cái người ta đi du lịch ở Việt Nam mình không, người ta không được mang những cái gì của Việt Nam? Dạ đúng rồi, em cứ đâu nấu hoài luôn. Hoặc là bên Nhật cũng có, tất cả các nước đa số là có, Việt Nam chưa có. Thì em cũng muốn là phát triển cái ngành nghề này vượt qua cái suy nghĩ của mọi người trước là đáp ứng cho nhu cầu ở thị trường Việt. Em muốn mong muốn là người nước ngoài á, họ đi đây đi qua Việt Nam mình, họ phải mang một cái gì đó đi về đó mà đặc trưng của người Việt Nam mình. Đó là cách mà em hướng đến. Mùi sau khi mình gặp Đức ngày hôm nay qua những tất cả những cái mặt hàng này á, Mùi có một câu là Đức rất là ý chí, rất sáng tạo, rất là tài năng. Vậy về mong muốn thì Đức có mong muốn gì trong tương lai? Đức mong muốn là cái thứ nhất là cái sản phẩm mình nó được người nước ngoài đón nhận chứ không phải trong nước nữa. Thứ hai nữa là mong muốn các bạn trẻ hoặc là những cô chú hoặc là những cái người có liên quan gì đó công nhận đây là một ngành nghề mới. Đó, để em muốn đóng góp cái ngành nghề này vô một cái sản phẩm gọi là sản phẩm du lịch của Việt Nam. Dạ, đó là sự mong muốn của em. Mùi đã làm cái chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây cùng với Hà Trí Quang với bạn Đức đây. Thì gửi đến cho các bạn đã xem chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây thì các bạn ngoài cái vấn đề mà ủng hộ cái thế giới tí hon của bạn Đức thì đây còn là một cái giá trị rất là cao, đó là để khơi gọi lại những cái bản sắc dân tộc Việt Nam mình 100% từ trước đến giờ, mà hiện tại thì các bạn trẻ không có biết được nhiều cái món nhân như thế này. Hy vọng các bạn trẻ hãy tìm hiểu đến thế giới tí hon để tham khảo, để trở về cái cội nguồn xưa của Việt Nam mình nha. Và cũng cảm ơn Đức rất nhiều với những chia sẻ ngày hôm nay và hy vọng những mong mỏi của bạn trong tương lai sẽ thành hiện thực. Dạ, cảm ơn chú Quang, cảm ơn chị Mười, cảm ơn chương trình. Chị Mười nè, hôm nay chị Mười thấy món quà tinh thần mà chú Quang tặng chị như thế nào? Nói chung là nó quá tuyệt vời. Quang đưa chị tới cái cửa hàng của các bạn hồi nãy á, chị thấy á, tuổi trẻ bây giờ chị phải công nhận rất giỏi, rất sáng tạo, rất tài năng và rất là nhiệt huyết. Và đặc biệt hơn nữa là loại hình các bạn đang theo đuổi và thực hiện nó rất ý nghĩa, đúng không chị? Quá ý nghĩa luôn á. Xin cảm ơn chị Mười ngày hôm nay đã đồng hành cùng với chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Và quý vị ơi, để biết thêm nhiều chuyện lạ lắm à nghe, xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem khung giờ quen thuộc của Chuyện Đó Chuyện Đây được phát sóng trên kênh HTV7 19 giờ thứ bảy hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại.